Đó. Rồi đi cũng được. Đó. Con thầy bấm xong rồi gọi điện về nhà được. À gọi điện, à, tức là hôm mà thầy bấm xong á thì gọi điện về nhà thấy dễ chịu hơn. Mà trong ở nhà, kẹt qua điện thoại được. À được rồi. À, ok. Vậy bữa nay ráng chữa thêm lần để cho nói được ha. Ok, rồi đứng dậy. Giờ đếm số đi. 1 1 2 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 Bây giờ có lực hơn trước. Dạ. À, có lực hơn trước. Số 4 à. Thầy số 4 hơi khó. À. Số 4 khó. Rồi, đây này. Rồi, làm đây. Bữa nay là đau nha. Rồi ngồi xuống đây. Kinh khủng ha, đau ha. Đau quá trời ha. Rồi, hốp vô, hốp mạnh vô. Gian nè ha, nhưng mà bữa nay sẽ nói ngon, ok? Yeah. Bây giờ nếm lại đi. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10
nhẹ nhàng phải không? Mà bây giờ anh nói nghe thấy rõ ràng hơn không? Dạ rõ. Anh nói nghe được từ xa thật nghe được không? Đấy, đó, quay không? Rồi, số 4 đó được rồi. Ok. 4. Đó. Đấy, bây giờ nó được rồi. Mà cái hơi có đúng không? Rồi, chúc mừng. Hốt đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0937853823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125800 2299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123218 6688 hoặc 0983581652.